Xin chào quý vị đã trở lại với kênh của Phi Thuật Audio. Hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2021, em xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một đôi loa Tainoi Canterbury GR. Vâng, đây là một trong những đôi loa thuộc hàng top của hãng. Và đôi này thì đã qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp, đầy đủ phụ kiện, hộp xốp, Castro, hộp xi, chân chén đầy đủ. Vâng, và đôi này thì có cái kích thước để quý vị cùng tiện cho cái chỗ kê bày của mình. Với chiều cao là 109 cm, chiều rộng là 70 cm và chiều sâu là 48 cm, và được sở hữu một chiếc bát đồng trục 40 cm cho ra một cái chất âm cực kỳ quyến rũ. Vâng, đôi này thì bên em đang chào bán với giá là 380 triệu để quý vị cùng cân nhắc. Vâng, và chi tiết thì quý vị quan tâm xin mời liên hệ trực tiếp với Phi Thuật qua số điện thoại 0943 889788. Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh của Phi Thuật Audio trong thời gian qua. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh thì xin mời bấm nút đăng ký và nút chuông bên dưới để nhận được những video mới nhất và những cái sản phẩm mới về tại Phi Thuật Audio. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.